凄凉美滋儿。đến nghe bài ca tôi đang hát. Ngày tháng mùa hạ ấy hỉ nộ ái ố, nâng chén tủ nồng hỏi trời cao, trái đất này thật tròn. Thật nhỏ bé. Tập 1. Đầu hạ năm 1950, đất nước non trẻ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trải qua giai đoạn đầu của cuộc kiến quốc bạo loạn thổ phỉ, được coi là thử thách gay gắt đầu tiên. Các vùng Tây Nam, Tây Bắc, qua Đông, Đông Bắc, qua Nam, Đông Bắc và một số nơi khác đều nổi lên thành phần võ trang phản động, phản công điên cuồng chính quyền Nhân dân Trung Hoa. Sự kiện tàn nhẫn nhất bấy giờ, trong đó là nạn thổ phỉ của miền Tây Hồ Nam đặc biệt nghiêm trọng. 21 huyện thành tương Tây chỉ trong vài tháng bị bọn thổ phỉ võ trang đánh chiếm 11 nơi, gây nên sự kinh hoàng cho cả nước và chấn động đến toàn thế giới, tiêu diệt thổ phỉ. Từ đó mở đầu sự kiện lớn. Lưu Phỉ, có mặt. Vị trí hiện tại của chúng ta là ở đâu? Đại khái là vị trí này. Đại khái chính là đại ý. Liên trưởng. Bác cẩn thận, bác cẩn thận. Chân của mẹ tôi chính là do bọn thổ phỉ đánh bị thương. Tiền dành dần bán lợn của chúng tôi đều bị bọn chúng cướp sạch rồi. Đại nương yên tâm, giải phóng quân của chúng con tiến vào chiếm giữ tương Tây chính là muốn tiêu diệt hết bọn thổ phỉ ở đây, để cho lão bách tính được sống những ngày bình yên. Điều Phúc Quý, có mặt. Cán cứu thương. Dạ. Đó. Cẩn thận. Cẩn thận đó. Lão đại. Lão đại, đến rồi. Giải phóng quân áp tải vũ khí đạn dược đã đến rồi. Lão đại, xuất phát thôi. Mày thổi cái gì vậy? Tới thì cũng tới rồi. Đợi ta hút xong không được hả? Ta nói cho ngươi biết, ta tuyên bố bãi bỏ chức vụ tiểu đội trưởng của ngươi. Lão đại, đi nuôi ngựa mau. Lương tử, dạ có. Bổ nhiệm cậu làm tiểu đội trưởng tiểu đội 1. Tuân lệnh. Châm lửa lên. Trời đất rộng lớn, bây giờ hút thuốc mới là quan trọng nhất. Nói dốc. Trời đất rộng lớn, giải phóng quân lớn nhất. Không hút nữa. Thông báo cho các huynh đệ chuẩn bị ngựa đi. Dạ. Còn dám thổi của ta nữa. Các huynh đệ, bộ đội chủ lực tặng súng đạn đến rồi. Chúng ta phát tài rồi. Tiến lên. Dừng lại. Đứng yên, hô khẩu lệnh. Con cứu mèo. Ừ.
Cái quái gì vậy? Lão đại, con cứu mèo hình như là khẩu lệnh của hôm qua mà. Hôm nay là mèo rừng, mau phản hồi đi. Mèo rừng, mèo rừng. Ta cứ tưởng là ngươi thông minh lắm, ai ngờ vừa xuất trận đã làm lão đại mất mặt. Chức tiểu đội trưởng không làm nữa. Lục Tử, có mặt, cho ngươi phục chức. Ngươi vẫn là tiểu đội trưởng. Bây giờ cho ngươi qua đó xem thử hàng của chúng ta. Đi mau, và lão đại. Là đội trưởng của Hà Sơn phải không? Tôi là Lưu Ngọc Đường. Tại hạ Hà Sơn. Lưu Ngọc Đường, Hổ Đông Bắc tiếng tâm lừng lẫy, liên trưởng Lưu. Vinh hạnh, vinh hạnh. Làm cái gì vậy? Liên trưởng Lưu, tôi Hà Sơn phụng mệnh lệnh tới đây tiếp ứng. Mời. Hà Sơn đồng chí, xin hãy xuất trình thư giới thiệu của mình. Phiền phức thật đó. Lão đại, đồng chí Hà Sơn, anh bị bệnh sao? Không sai, tôi có chút thèm thuốc. Vậy chúng ta hút với nhau vài điếu đi, giải lao 10 phút, sau đó lại đi tiếp. Rõ. Vẫn là bộ đội chủ lực. Tốt, xin mời. Ngồi nghỉ một chút đi. Được. Danh hiệu tự lực cánh sinh, cái này là tôi tự cuốn. Hút thử một điếu đi. Liên trưởng Lưu, tôi có thể hút thuốc của mình không? Dĩ nhiên. Anh xem đây, cái này là hạng chính tông thuốc viện Vân Nam. Muốn rít thử một hơi không? Đội trưởng Hà Sơn, anh thân là quân nhân cách mạng, còn là một cán bộ, sao có thể hút nhà phiến chứ? Tôi tịch thu tàu thuốc viện này. Liên trưởng Lưu, tôi đây cũng là cán bộ liên cấp đó. Tôi với anh quyền thế ngang nhau. Anh lấy cái quyền gì mà tịch thu tẩu thuốc của tôi? Chính vì nể tình lần đầu gặp mặt, anh lại đến tiếp ứng anh em bộ đội chúng tôi, nên tôi bỏ qua chuyện này. Tịch thu tẩu thuốc viện là xong. Nếu không thì sao hả? Loại người như anh làm bại hoại quân kỷ, loại từng lớp địa chủ tư sản, cuộc sống sao đọ mục nát. Nếu truy cứu đến cùng, xét xử cách chức là nhẹ rồi. Đại đội và chính quyền chúng ta đều là loại mắt nhắm mắt mở. Loại anh bắt chó đi cày, đi lo chuyện bao đồng không đâu. Anh là cái cọng cỏ gì chứ? Bộ đội chủ lực giỏi thật, bắt đạt người quá đáng rồi. Đội trưởng Hà, xin hãy chú ý đến thân phận của mình một chút. Mày là ai hả? Tao nói chuyện với đội trưởng của mày, liên quan gì tới mày chứ? Anh, đội trưởng Hà, tôi trịnh trọng cảnh báo anh, không được nói ra những lời hống hách ở đây. Hãy chú ý tác phong kỷ luật của mình. Người anh em à, lần đầu gặp mặt tốt nhất đừng có mà lật mặt. Trả tẩu thuốc lại đây. Nếu tôi không trả thì sao? Chào đồng chí, tôi thuộc trung đội kỵ binh huyện đại đội. Tôi thay mặt đội trưởng qua đây tiếp ứng các anh. Không có mệnh lệnh của liên trưởng, bất cứ người nào cũng không được phép lại gần. Xin hãy lùi bước. Đồng chí à, súng đạn mà mọi người đang áp tải chính là chuyển cho huyện đại đội chúng tôi. Tôi thay mặt trung đội trưởng qua đây xem hàng. Anh hãy lùi bước. Quan nghênh giải phóng quân, quan nghênh, quan nghênh, quan nghênh giải phóng quân, quan nghênh, quan nghênh. Tôi nói anh nghe lương trưởng Lưu, sao các người lại muốn đi Sơn Dương Trại? Sơn Dương Trại có đội công tác trưng thu lương thực của chúng ta, đến tặng khoản trưng thu lương thực cho bọn họ. Chạy đến cả đây trưng thu lương thực sao? Đây toàn là thổ phỉ mà, rất là không an toàn. Ta nói rồi, mau đến trứng tâm hợp đi. Ở đây có thổ phỉ sao? Đồng chí Hạ Sơn, bọn thổ phỉ đều trốn cả trong rừng sâu. Anh nhìn bọn họ đi, có giống thổ phỉ không? Quan nghênh, quan nghênh, quan nghênh giải phóng quân, quan nghênh giải phóng quân. Lạ rồi đấy, lão bách tính sao lại chủ động đến chào đón giải phóng quân chứ? Không bình thường, đúng là không bình thường. Đội trưởng Hạ,
Câu nói này của anh rất có vấn đề. Lão Bách Tính chào đón giải phóng quân, có điểm nào là không bình thường? Lão Bách Tính và giải phóng quân vốn là như cá với nước, quân dân tình cảm gắn kết, sao lại không bình thường chứ? Liên trưởng, tìm thấy chưa? Vẫn chưa tìm thấy. Tình hình có gì nữa không? Vẫn chưa thấy gì. Tôi cài sẵn hai anh em canh gác lầu cổng trại, còn nói với người chuyên dùng súng liên thanh, dùng súng liên thanh để khống chế trên điểm cao lầu ở đầu đường lối đi. Vậy bác dẫn đường đâu rồi? Đã sắp xếp ở tiệm ăn Sơn Dương. Lập tức thông báo bộ đội tiến vào Sơn Dương trại. Liên trưởng Lưu, anh nghe câu này của tôi nói, nhất thiết đừng vào đó. Lý do? Không có lý do. Cảm giác là không đúng. Có gì không đúng chứ? Tôi cũng không nói rõ được. Nè, đồng chí giải phóng quân, dù sao chúng ta mà đến Tam Hợp Trấn đi, được không? Coi như là tôi cầu xin anh. Đã, ăn củ khoai đi. Lương Tử, gọi các huynh đệ đuổi bọn tạp vụ đi chỗ khác đi. Dân, đứng lại. Đồng chí Hà Sơn, sao anh có thể để thuộc hạ của mình đối xử với người khác như vậy? Đây là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đà, đi ra. Làm cái gì vậy? Cút đi, Hà Sơn. Anh đúng là điên rồi. Anh phải là quân dân cách mạng hay không? Đương nhiên là phải rồi. Anh không phải. Tôi bây giờ nói cho anh biết, lập tức đem bộ đội của anh rời khỏi liên đội của tôi. Anh không phải đến tiếp ứng, mà là đến quấy rối chúng tôi, là đến bôi nhọ danh dự của giải phóng quân. Anh dựa vào cái gì kêu tôi rời khỏi đây? Tôi không đi đó. Làm gì? Anh không đi được. Anh, tôi sẽ giữ cái này. Lưu Ngọc Đường, anh thật đúng là không biết điều. Anh dựa vào cái thái gì cướp súng tôi? Bởi vì nòng súng của anh đang chỉ vào lão Bách Tính. Lão Bách Tính chính là phụ mẫu lo cơm áo của giải phóng quân chúng ta. Ngay cả đạo lý này anh cũng không hiểu. Anh không xứng đáng cầm súng. Hay lắm. Chó cắn lạ đồng tân, không biết phân biệt tốt xấu. Đã phục dịch không nổi, lão tử đây cũng không phục dịch nữa. Ta sẽ dẫn người và ngựa đi. Đưa đây. Tiểu đồng chí, ta biết cậu đó. Liên trưởng, nơi này có vẻ không hợp thói thường cho lắm. Sao lại có loại người như vậy chứ? Tôi thấy anh ta có vẻ giống thổ phỉ hơn. Anh ta chính là thổ phỉ. Đúng thật là thổ phỉ sao? Tôi nhớ ra rồi. Lúc đoàn trưởng giới thiệu tình hình của quyền đại đội, có một trung đội trước kia là thổ phỉ nhưng được quy phục, bây giờ đi theo chúng ta. Các quân đệ, mau xuống ngựa, nghỉ ngơi tại chỗ. Dạ. Lương Tử. Dạ. Lão đại làm sao vậy? Lại đau đầu nữa sao? Ít lời thôi, mau châm thuốc đi. Lão đại, châm cũng vô dụng, đậu thuốc bị liên trưởng Lưu tịch thu rồi. Hay là anh uống một chút rượu đi. Lưu Ngọc Đường hắn ta là cái thá gì? Chính xác, con nhà lính mà tính nhà quan. Đúng là không coi bộ đội bản địa chúng ta ra gì. Quan nghênh giải phóng quân. Quan nghênh giải phóng quân. Quan nghênh giải phóng quân. Quan nghênh. Quan nghênh giải phóng quân. Quan nghênh giải phóng quân. Quan nghênh giải phóng quân. Tiến lên, tiến lên. Đội ngũ chúng ta tiến chân lý, đặt chân đến khắp mọi miền tổ quốc, mang trên mình hy vọng của dân tộc. Chúng ta là lực lượng bất tử, không ai có thể đánh thắng chúng ta.
chưa bao giờ sợ hãi, quyết không lùi bước, anh dũng chiến đấu cho đến lúc tiêu diệt sạch bọn phản động. Lá cờ tổ quốc cao cao tung bay. Hoan nghênh giải phóng quân. 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 Đứng yên, làm gì vậy? Đại ca, người nhà cả mà. Tôi tới hỏi thăm các anh đó. Anh xem, ở đây có đồ ăn ngon, làm cho các anh. Đi đi, chúng tôi không nhận đồ của lão bách tính. Đại ca, lúc đánh quân phản động, đảng quốc dân, tôi còn là tấm gương đi đầu đó. Tôi có giấy khen đây. Anh xem đi. Dậy lên. Dậy lên. Dậy lên. Lên. Dậy lên. Bánh bao đi. Xem bối đi, bánh bao đi. Mau xem bối đi. Xem bối. Khách quan, muốn mấy cái? Cho tôi 4 cái. Được được. Đây, cầm lấy. Báo giờ, lần này chúng ta có thể ăn đến phát phì rồi. Cất giữ cho kỹ lưỡng, chuẩn bị khai chiến. Dạ. Báo cáo. Liên trưởng, chủ quán tìm ăn ở đây nói đội công tác trưng tu lương thực đều ăn ở đây. Tối hôm qua đột ngột mất tích rồi. Đại quân, không cần không cần, vất vả rồi. Cảm ơn, không cần đâu, không cần khách sáo mà. Ăn một bát đi. Ăn đi mà. Giết người rồi. Giết người rồi. Mau chạy đi, nhanh lên. Xảy ra án mạng rồi, mau chạy đi. Cha, người xem đi. Bọn giải phóng quân này giàu như con đại gia đó. Đóng cổng trại, một tên cũng không bỏ sót. Dạ, các quân đệ mau. Đây đây là các quân đệ, đóng cổng trại. Nhanh chân lên. Nhanh lên, nhanh lên. Có mai phục. Lưu Hiển, anh đi chi viện cho chỗ canh ở phía trước. Tuân lệnh, trung đội trưởng có mặt. Anh dẫn theo một nhóm đoạt lại cổng sơn dân trại cho tôi. Nhóm 2 đi tìm đội công tác trưng thu lương thực. Nhóm 3 chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Bác đừng sợ. Mấy trăm vạn bộ đội chính quy của đảng quốc dân đều bị chúng ta tiêu diệt sạch rồi. Bọn thổ phỉ dùng tương tây đều là bọn ô hợp, chỉ là hạt cát trên sa mạc. Y tá quân y, đến đây. Liên trưởng coi chừng. Oh!
Báo cáo Long Gia, giải phóng quân đến rồi. Các quân đệ, tiêu diệt một tên, thưởng một đồng bạc, ngắm chuẩn rồi bắn cho ta. Nhanh lên, tiến lên, bắn, bắn đi. Lão đại, thế nào hả? Nhìn rất quay phong. Lão đại, đây chính là lão đại. Sơn Dương Trại hình như có động tĩnh, hình như là có đánh nhau đó. Lương Ngọc Đường không nghe lời người lớn, bị tổn thất trước mắt rồi. Lão đại à, vậy chúng ta phải nhanh chân đi. Lương Ngọc Đường, lão tử mà không cho hắn nếm một chút gì khổ thì hắn còn không biết Mã Dương gia có tận ba con mắt. Đúng vậy, cái gì mà quân chủ lực, óc toàn bã đậu, cả ngày chỉ biết trên mặt làm màu, tự cho mình tài giỏi. Lão đại, lần này chúng ta có tuần hay để coi rồi. Tào Lao, lập tức tập hợp đội ngũ xuất phát. Lão đại, liên trưởng Lưu không trọng nghĩa tình, cướp tẩu thuốc của anh còn đuổi chúng ta đi nữa, dây mạnh còn cứu sao? Đúng vậy, đầu của ta bây giờ đội ngôi sao đâm cánh đó. Lưu Ngọc Đường bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa được, có đúng không? Đi. Các quân đệ, lên đường. Lên, bắn tàn bạo vào, bắn đi, giết sạch chúng. Các anh em, bắn quyết liệt hơn. Các anh em, đã đến lúc vào to rồi. Giết chết bọn giải phóng quân, mang đầu bọn chúng về. Cả đại dương thuộc về các ngươi. Hay lắm, bắn đi. Xông lên. Chạy mau. Bản gia, ông uống trà. Tên tiểu tử này thân thủ không phải tầm thường, thật đáng tiếc. Bản gia, quân tỏ ra lệnh kêu chúng ta tăng tiếp diện cho Long Râu và Kim Sơn Báo. Hầu tứ, ngươi dẫn theo 30 anh em để giúp bọn họ một chút đi. Nhớ kỹ, đừng nổ súng thật, làm màu một chút là được rồi. Để Long Râu và Kim Sơn Báo sống chết với bọn giải phóng quân. Dạ. Báo cáo. Vào đi. Quân tọa, Điền đại bản đã phái người và ngựa đi tăng tiếp diện cho Long Châu và Kim Sơn Báo. Biết rồi, đi đi. Có tình hình gì lập tức báo. Rõ. Đẳng cộng quân vào đây, chúng ta buộc thật chặt túi, tiêu diệt cộng quân ngay trong túi của chúng ta. Báo cáo, có chuyện gì? Báo cáo quân tòa, vật tư và điện đài mà Đài Loan tiếp tế bằng đường không đã đến rồi. Bảo bọn họ qua đây. Rõ. Vật tư và điện đài Đài Loan tiếp tế bằng đường không đã đến rồi. Sao lại đến đây? Chức bộ phụng mệnh đem thêm một bộ điện đài, hai điện báo viên, tăng diện đại nghiệp cứu quốc phản cộng ở Tương Tây. Dẫn cô ấy đi nghỉ ngơi đi. Mời lối này. Mọi người quay về, chia nhau chuẩn bị tăng hợp. À, A Đầu,
Dạ thưa. A đầu à? Dạ thưa. Tiểu A đầu. Sư dạ thưa. Tứ A đầu. À, ba. Cha. Ba. Cha. Con đang nghĩ cái gì vậy? À, mẹ. Không có. Con không nghĩ gì hết. Không thể nào. Trong tay của con cầm cái gì vậy? Ngọc bội. Đã đánh trận xong, ta sẽ đưa con đi Phúc Kiến. Đi Phúc Kiến làm gì? Đi thuyền đánh cá tới Đài Loan. Con mới đến đây thì đã kêu con về rồi sao? Giống vậy con không nên tới đây. Cha của con là bị Bộ Quốc phòng kêu tên, phải tới nơi này. Ta không còn cách nào khác. Ta khó khăn lắm mới thu xếp cho cả nhà tới Đài Loan. Sao con không chịu nghĩ giống như ba người chị của con chứ? Ở Đài Loan tìm một người có quyền có thế rồi gả đi. Như vậy không tốt hơn sao? Cha, không phải lúc nào cha cũng hy vọng có đứa con trai tiếp quản công việc của cha sao? Tuy con là con gái, nhưng con tình nguyện tiếp quản công việc của cha. Ở Đài Loan cuộc sống tốt hơn. Sao con cứ phải thả dù đến đại lục như vậy chứ? Môn nhảy dù ở lớp của con chưa có cơ hội nhảy thật. Chỉ có theo không dù đại lục mới có cơ hội thôi. Đúng là từ trên trời nhảy xuống một lần mà con đã ghiền luôn rồi. Vẫn như lúc còn nhỏ, từ nhỏ tới lớn chỉ thích tự ý làm chủ. Đợt này cũng nhảy dù rồi, ghiền thì cũng đã ghiền rồi. Điện đài cũng đến rồi, nhiệm vụ của con như đã xong. Ngày mốt tiễn con đi Phúc Kiến. Thật ra núi Ô Long tồi tàn này chẳng có gì vui hết. Không thể xem TV, cũng không thể ăn món Tây, ngay cả nước nóng cũng không có. Con mới tới một ngày đã ớn lắm rồi. Vậy thì tốt. À đâu, con biết rằng con ở đây, cha phải bận tâm vì con. Nhưng mà cha, nếu như tối qua cha cũng nói với con như vậy, chắc chắn con sẽ nghe lời. Ý là gì đây? Sao hôm nay không thể nghe lời chứ? Bởi vì con đã nhìn thấy một người. Đó là người mà con luôn mong chờ, nhưng lại nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp được. Thiếu niên trí tắc quốc trí, thiếu niên phú tắc quốc phú. Ngọc Đường ca. Tứ A đầu. Em nghe nói anh phải đi rồi. Đúng vậy. Đây là miếng ngọc bội hình cá. Để em đeo vào cho anh. Ngọc Đường ca, anh đừng quên em nha. Tứ A đầu, anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên em. Cha, cha còn nhớ anh Lưu Ngọc Đường không? Lưu Ngọc Đường. Lưu Ngọc Đường là ai? Hoan nghênh giải phóng quân. Hoan nghênh giải phóng quân. Không được. Cha, cha không biết là mấy năm nay con nhớ anh ấy khổ tới mức nào đâu. Con gặp cậu ta nói gì với con? Con phải khiến anh ấy đi cùng con. 6 năm không gặp rồi, con nói cậu ta còn nghe không? Con có lòng tin. Ta nói rồi, con không được bướng bỉnh, nghe chưa? Ai kêu con là con của cha? Cha bướng bỉnh thì con cũng vậy thôi. Đứng lại. Con đi chết sao? Con chính là muốn gặp Ngọc Đường ca, có chết con cũng chịu. Quay lại. Con quay lại cho ta. Ngươi dẫn một nhóm người nhà ngựa đi theo bảo vệ cho Tứ tiểu thư. Tới lúc tiểu thư đi gặp Lưu Ngọc Đường, sau khi chúng tiếp xúc với nhau thì các ngươi tiêu diệt hắn, đem đầu hắn tới gặp ta. Rõ. Khoan đã, phải nhớ kỹ, không được phép động đến một cọng tóc của tiểu thư. Đi đi. Rõ. Đại thủ lĩnh, con muốn giúp giải phóng quân đánh bại Điền Đại Bản sao? Ai ta cũng không giúp, chỉ là theo Điền Đại Bản qua đó. Người nói ta biết chúng ta có thể đánh vào không? Chuyện này đại thủ lĩnh, cô chỉ có vài người, làm sao đánh với bọn họ được chứ?
đâm xuống. Cô không sao chứ? Tứ A Đầu, Ngọc Đường ca. Tứ A Đầu, tại sao em lại ở đây? Đi mau, nhanh lên. Ngọc Đường ca, cuối cùng em gặp lại anh rồi. Thật là tốt quá. Tứ A Đầu, em có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không? Suýt chút nữa là mất mạng rồi. Không sao đâu, chỉ cần có thể gặp anh, bắt em chết cũng bằng lòng. Tứ A Đầu, em nói thật chứ? Đương nhiên là thật rồi. Ngọc Đường ca, đã 6 năm rồi chúng ta không gặp nhau. 6 năm này ngày nào em cũng nhớ đến anh. Ngọc Đường ca, anh còn nhớ vật này không? Đương nhiên là nhớ rồi. Vật này là một đôi ngọc bộ hình cá bà ngoại của em để lại cho em. Lúc anh đi, em đã tặng một nửa cho anh. Nửa đó anh còn giữ không? Ngọc bộ vẫn còn. Tốt quá rồi, ngọc bộ vẫn còn. Em biết ngay là trái tim anh vẫn luôn có em mà. Tốt quá rồi, em vui quá. Ngọc bộ vẫn còn, chứng tỏ rằng chúng ta có duyên phận. Tứ A Đầu, đúng rồi Tứ A Đầu, sao em lại ở Sương Dương Trại vậy? Mặt đường dài muôn khổ tâm, ta lại cứ vui.